Trong nghiên cứu được công bố tại Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 10 về AIDS diễn ra tại Mexico, các nhà khoa học cho biết đây là thiết bị có kích cỡ chỉ bằng que diêm và sử dụng một phân tử mang tên MK8591, có sức mạnh gấp 10 lần so với thuốc chống phơi nhiễm HIV hiện nay trên thị trường. Cụ thể, thiết bị sẽ tiết ra thuốc và duy trì nồng độ thuốc ổn định trong cơ thể và giúp người sử dụng tránh bị lây nhiễm HIV. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng công bố các nghiên cứu mới nhất về việc kiểm tra độ an toàn và tác dụng của vaccine HIV trong giai đoạn thử nghiệm thứ hai. Kết quả cho thấy vaccine có tác dụng tốt đối với nhóm đối tượng có sức khỏe tốt, ít nguy cơ lây nhiễm HIV. Trong báo cáo thường niên về HIV/AIDS, Liên Hợp Quốc ước tính trên thế giới hiện có 37,9 triệu người nhiễm HIV, trong đó tỷ lệ tử vong trong năm 2018 giảm 33%.